Ấu trùng của ruồi lính đen còn được gọi là sâu canxi bởi nó có hàm lượng canxi cao, chiếm từ 2,8 cho đến 6,2% và hàm lượng rất lớn protein. Vì thế mà ấu trùng ruồi lính đen hiện được sử dụng trong chăn nuôi tại các nước có nền chăn nuôi phát triển. Ở nước ta đã có một số hộ đã dùng loại ấu trùng này để làm thức ăn cho cá, vịt, gà và chim. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tới thăm trang trại của anh Trần Văn Bốn ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi để tìm hiểu thêm về cách làm này. Thức ăn của 500 con chim công và gà trong trang trại của anh Trần Văn Bốn trước đây là bắp, lúa và cám công nghiệp, nay được thay thế bằng ấu trùng ruồi lính đen. Ruồi lính đen là loài trong tự nhiên, rất dễ nuôi và phát triển nhanh, thời gian nuôi ngắn nên khá thuận lợi. Trứng giống ủ chừng 2-3 ngày là nở thành ấu trùng. Ấu trùng từ 12 ngày tuổi trở lên là có thể làm thức ăn chăn nuôi. Cái nguồn thức ăn của con này là cái bã đậu nành. Bã đậu nành hiện giờ thì nó có nghìn rưỡi ký thôi. Nếu như so với bắp lúa nó đã lại hơn 10-15% rồi. Nhưng mà so với cám công nghiệp nữa thì nó lại hơn một nữa. Phải trên 60%, 60-70%. Thức ăn của ấu trùng ruồi lính đen là các chế phẩm nông nghiệp, đặc biệt là xác đậu nành và chuối chín. Nếu nuôi ấu trùng ruồi để nhân giống thì sẽ có chế độ ăn nhiều đạm hơn. Để thực hiện thành công mô hình, anh Bốn dùng mùng lưới bao kín toàn bộ trại để ruồi không thoát ra ngoài và không bị những côn trùng khác xâm hại. Nhiệt độ trong chuồng thường ở mức 25-27 độ C. Con này nó nuôi cần phải có ánh nắng, phải có nhiệt độ nóng, chứ còn lạnh là nó không đẻ. Đó, thì mùa lạnh là nó rất là ít đẻ nên là mình cần phải làm có nếu như làm ngoài trời thì tốt hơn. Theo tính toán của anh Bốn, mỗi con ruồi cái trưởng thành có thể đẻ từ 500 đến 700 trứng. 1 gram trứng ruồi sẽ nở ra thành 70 kg ấu trùng, giúp anh chăn nuôi cả trang trại mà không cần bổ sung thức ăn khác. Cái lợi nhuận của cái con này ấy, là thứ nhất ấy, là cái nguồn dinh dưỡng nó cao. Cái giá thành nó lợi hại hơn cái thức ăn bình thường, cái thức ăn công nghiệp hiện nay. Một cái ký sản phẩm của cái con này ra thì từ 5-6 nghìn thôi trong cái quy trình của mình. Mà cái chất dinh dưỡng, ví dụ như lần đầu tiên anh đem về anh nuôi, thì cái con gà đẻ, đặc trưng cái con gà đẻ của mình thôi, nuôi theo cái quy trình tự nhiên, 15 con đẻ 14 trứng một ngày. Giá trứng ruồi đen hiện nay khá cao, từ 15-20 triệu đồng một kg. Còn giá ấu trùng làm thức ăn chăn nuôi vào khoảng 35.000 đồng một kg. Thời gian tới, anh Trần Văn Bốn sẽ mở rộng quy mô nuôi ruồi lính đen để vừa đáp ứng nhu cầu thức ăn cho vật nuôi ở trang trại, vừa bán cho các hộ chăn nuôi khác. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong bản tin Ba Sạch ngày hôm nay. Chiều qua 23 tháng 3, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở chuyên quay lợn của ông Nguyễn Văn Vinh ở xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh và đã phát hiện ra sự thật rùng mình. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 con lợn trọng lượng 15 kg một con đã được cạo sạch lông, da tím tái, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ cơ sở khai số lợn này đều đã chết từ trước, được một người lạ mặt mang từ nơi khác đến bán với giá rẻ. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm và tịch thu 3 con lợn chết để tiêu hủy. Được biết, xã Thạch Bình thuộc thành phố Hà Tĩnh đang có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày. Xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà của tỉnh Hải Dương có tổng diện tích sản xuất nông nghiệp là 470 ha, thì có đến 450 ha là trồng ổi. Mỗi năm cho thu hoạch trên 7.000 tấn ổi. Vì vậy mà đầu ra của quả ổi cũng nhiều lúc bấp bênh. Trong hoàn cảnh đó, việc ra đời một hợp tác xã với mục tiêu sản xuất và tiêu thụ ổi sạch việt ghép đã từng bước giúp giải bài toán đầu ra cho vùng ổi này. Hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ gồm 20 thành viên, trồng 8 hectare ổi việt ghép. Hợp tác xã đã ký hợp đồng với công ty nông nghiệp Vinenco để cung ứng ổi sạch cho các siêu thị, cửa hàng của tập đoàn Vingroup. Quá trình sản xuất, hợp tác xã chịu sự giám sát chặt chẽ và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình do Vineco đưa ra, từ khâu bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, sơ chế đến thu hoạch. Tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ, đảm bảo thời gian cách ly trước khi xuất ra thị trường. Kết quả năng suất ổi việt gáp của hợp tác xã tăng lên khoảng 1,5 tạ trên một sào. Hộ thành viên nào chăm sóc đúng quy trình, ổi thu hoạch sẽ được hợp tác xã thu mua với giá cao hơn so với giá thị trường, từ 1.500 đến 2.000 đồng một kg. Mỗi năm, hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ cung cấp vào siêu thị Vinmark khoảng 100 tấn ổi an toàn.
Sản phẩm ổi Việt Gáp của hợp tác xã nhiều lần được huyện Thanh Hà chọn triển lãm tại các hội chợ trong nước và quốc tế.